mới mình tự tìm hiểu và tự tìm ra công ty qua mạng. Thực ra là ngày mới tìm hiểu ngày 20 tháng 10 thôi. Và khi đó là mình đang bị dị ứng, nói chung là nổi mẩn ở người, cộng với là do mình uống thuốc kháng sinh nên là bị rát dạ dày. Thế thì mình tình cờ đọc được là cái nước Izumio này nó sẽ có cái tác dụng là thải độc cho cơ thể. Thế nên là mình tìm đến và mình bắt đầu sử dụng vào trưa ngày 21. Đến cho đến bây giờ là mỗi ngày 3 gói, là hình như là mới được có đâu một chục hay là hơn một chục thôi. Thế nhưng mà các cái triệu chứng ngứa là nó phải giảm đi được 80% rồi. Cái triệu chứng của rát dạ dày là bây giờ không còn nữa, bởi vì là hình như là khi cái nước này vào thì nó đã trung hòa được cái axit ở trong cái dạ dày của mình, và khả năng là cái phần rát đấy là nó vẫn đang gọi là chớm thôi chứ chưa phải trở thành bệnh quá nặng. Thế nhưng mà nó đã gây được cái cảm giác rất là khó chịu rồi. Thế nhưng mà cho đến hiện tại thì cái cảm giác rát dạ dày là không, hoàn toàn không còn nữa. Và thêm một cái rất là, mình từ hôm qua mình cũng đã gặp mọi người nhưng mà mình quên không chia sẻ, đó là hình như là từ trước đến giờ bác sĩ bảo là hình như em có cái là trào ngược. Thế thì trào ngược nó gây cái gì? Nó gây là cái không hơi thở không được thơm, cũng như là nó bị chua ở lưỡi. Thế thì ngay sau cái gói thứ nhất và gói thứ hai là đã cảm giác cái hơi thở và cái miệng của mình đã rất là sạch, rất là gọi là có thể nói là hơi thở thơm tho. Đó là ba cái triệu chứng mà cái nước Izumio đã giúp mình chữa được. Thế nên là thực sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui ấy, là được đứng ở đây và được chia sẻ với tất cả mọi người.